Vâng, em Sơn xin được kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em sẽ lên sóng cho quý anh chị một mẫu SUV được trang bị 7 chỗ ngồi. Thì trước mặt quý anh chị đây là chiếc Toyota Lancuser Prado. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2018 và đăng ký lần đầu vào năm 2019 nhá. Một chủ sử dụng mua mới từ đầu, mang biển thành phố, rất thuận tiện cho những quý anh chị ở Hà Nội hay ở Hồ Chí Minh thì sang tiền biển sẽ không mất 20 triệu tiền lệ phí đổi biển nữa, chỉ mất 2% thuế trước bạ thôi. Chiếc xe này có ngoại thất là màu đen và nội thất là màu đen nhá quý anh chị nhá. Đây là cái model mới nhất, sẽ thay đổi rất là nhiều từ phần la răng, cản trước, cản sau và cụm đèn pha nhá quý anh chị nhá. Và được chủ xe giữ gìn rất mới quý anh chị. Quý anh chị có thấy phần đầu xe này, những thanh mạ chrome này còn rất là sáng bóng quý anh chị nhá. Đèn pha thì sẽ được trang bị ở full LED rồi, rất là thông minh quý anh chị. Bên dưới đây thì có hệ thống rửa pha rồi nhá quý anh chị nhá. Đó. Hiện tại thì chiếc xe này chạy được 4,2 vạn km, tức là 42.000 km thôi quý anh chị ạ. Phần lốp rất là dày quý anh chị ạ. Đó. Mâm xe đa chấu nhá quý anh chị nhá. Bốn quả lốp vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Đó. Mặt lốp cực kỳ là dày. Về tổng thể chung thì từ phần nước sơn, phần nền sơn của chiếc xe còn khá là luồn. Quý anh chị có thể để nhìn gần thấy này. Đó, đường gân guốc trên chiếc xe còn rất là thẳng nhá. Sơn sẽ lên tới 80%. Đó, đây là bên trong khoang nội thất của chiếc xe này. Nội thất là màu đen nhá. Ghế da được giữ nguyên bản 100%. Còn rất mới quý anh chị ạ. Quý anh chị có thấy này, nhìn gần này. Có chút một vết nếp gãy thôi nhá. Nhưng độ form ghế và độ đàn hồi còn giữ rất là tốt. Xe cực kỳ là đẹp quý anh chị ạ. Từ đường keo chỉ đây. Đó, quý anh chị có thấy và cảm nhận được nhá. Nó mới lắm quý anh chị ạ. Thì cùng phân khúc của chiếc Toyota Lancuser Prado này thì sẽ có chiếc Ford Explorer. Mỗi chiếc xe thì đều có những ưu nhược điểm riêng. Riêng nói về dòng Toyota thì nó quá là bền và cực kỳ là lành quý anh chị ạ. Và chi phí bảo dưỡng cực kỳ là thấp. Đó. Đây là phiên bản VX nhá. Trang bị khối động cơ 2.7 máy xăng. Đó. Rất là đẹp quý anh chị ạ. Cốp thì sẽ mở ngang. Và bên trong quý anh chị có thấy này, nó rất là rộng rãi. Nếu mà quý anh chị đi tham quan hay đi nghỉ mát thì có thể để được 2-3 hành lý nhá. Đó. Xe thì sẽ được trang bị 7 chỗ ngồi. Đó. Vâng ạ. Đó, từ phần nhựa quý anh chị có thấy này, cực kỳ là mới. Hàng ghế thứ ba thì sẽ được chỉnh điện nhá. Rất mới luôn, chưa có một vết nhăn. Đường keo chỉ vẫn còn giữ nguyên bản hết theo xe nhá quý anh chị nhá. Đóng cốp thì cực kỳ là chắc lịch quý anh chị ạ. Đây là phần cụm đèn hậu của chiếc xe nhá, được trang bị full LED hết rồi. Nó rất mới quý anh chị ạ. Bốn quả lốp vẫn còn liền đời theo xe nhá quý anh chị nhá. Là rằng các thứ chưa có một vết chảy xước gì luôn. Cực kỳ là mới. Đây là bên trong khoang hành khách của chiếc xe, ngồi cực kỳ là rộng rãi quý anh chị ạ. Hàng ghế thứ hai thì sẽ được điều chỉnh cổng gió điều hòa này. Ghế da rất là mới. Ghế da của Toyota thì nó rất là bền. Đấy, quý anh chị có thể nhìn gần này và cảm nhận thấy này, quá giữ gìn. Đó, keo chỉ các thứ nhá. Hàng ghế lái thì cũng sẽ được chỉnh điện này, tất cả gương đều được một chạm hết nhá. Đó, tay nắm cửa mở hả, mạ nhôm các thứ rất mới quý anh chị ạ. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2018 này.
đăng ký lần đầu vào năm 2019 nhá quý anh chị nhá. Thì ra được giữ gìn rất mới quý anh chị ạ. Màu đen này ngồi rất là sang và sạch. Hiện tại thì số km của chiếc xe chạy được 4,3 vạn km nhé quý anh chị nhé, tức là 43.000 km đó. Tất cả bên trong khoang nội thất của chiếc xe được chủ xe giữ nguyên bản và giữ gìn rất là mới quý anh chị ạ. Từ phần táp lô cũng vậy này. Đây là phần camera lùi của chiếc xe nhé, có được trang bị cam 360 rất là siêu nét quý anh chị ạ. Điều hòa của Toyota thì cực kỳ là mát, mát rất là sâu. Bên dưới đây thì có chức năng gài cầu này, có tắt hệ thống chống chân trượt nhé quý anh chị nhé. Đây là chìa khóa của chiếc Toyota Land Cruiser Prado. Đó, chìa khóa thông minh rồi. Có sợi ghế là mát ghế cho hai bên nhé, có cổng sạc này, có hộp lạnh này. Đó. Ghế da rất mới quý anh chị ạ. Vô lăng cũng được bọc da này, chưa có một vết nhăn hay một vết chảy xước gì cả nhá. Trên vô lăng thì sẽ được trang bị như là cổ lu can trôn này, có đàm thoại rảnh tay, có đèn tự động và gạt mưa tự động hết nhá quý anh chị nhá. Đi Toyota thì quá là bền và cực kỳ lành quý anh chị ạ. Gương cũng đều được điều chỉnh bằng điện này, đường ốc các thứ vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Sau đây thì em xin mời quý anh chị đi cùng em vào bên trong khoang động cơ của chiếc xe nhé. Quý anh chị có nhìn gần có thấy này, những đường ốc bảy màu này, chưa có một một vết vặn từ những chiếc cà lê, nó rất mới quý anh chị ạ. Với những chiếc xe mà bên em bán ra thì em luôn luôn tự tin cam kết với quý anh chị ở xe không đâm đụng này, không ngập nước, máy móc một số vẫn còn nguyên bản hết theo xe. Bên em sẽ cam kết với quý anh chị ở trên giấy tờ và pháp lý rõ ràng. Quý anh chị có thể đi check bất kỳ đại lý chính hãng nào của Toyota mà quý anh chị quen biết hoặc là các gala đó. Sau đây thì em xin tổng kết lại, hiện tại bên em đang có chiếc Toyota Land Cruiser Prado. Chiếc xe này thì được sản xuất vào năm 2018 và đăng ký lần đầu vào năm 2019 nhá. Mang biển thành phố. Hiện tại thì bên em đang chào bán mức giá là 2 tỷ 300 triệu. Giá này thì bên em vẫn còn thương lượng và linh động. Mọi thông tin chi tiết của chiếc xe này thì anh chị liên hệ giúp em hotline trước màn hình hoặc là đến trực tiếp tại showroom của em ở bên 99 đường Thành Thái Cầu Giấy Hà Nội, showroom Hà Nội K để đến trải nghiệm chiếc xe hoặc là đến uống nước với em cũng được. Thì ở phần cuối video thì em xin quý anh chị một nút like, một nút subscribe, một nút ấn chuông để ủng hộ kênh YouTube của em. Giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn ạ.